Giờ đây chúng ta sẽ đến với cô gái tiếp theo. Rồi, chào em. Em chào anh Tấn Duy. Không biết em hay là chị đây nữa. Bạn sinh năm mấy ha? Dạ em sinh năm 72. Chị đến từ đâu chị ha? Dạ em đến từ Đồng Nai. À, đến từ Đồng Nai. Dạ. Dạ. Nghĩa là chị đến từ Nhân Trạch, Đồng Nai chị ha? Sinh năm 1972. Dạ, năm nay em 50 tuổi. Hồi nãy chị giới thiệu tên gì em quên rồi. Dạ, em tên Nguyễn Thanh Liễu, sinh 1972. Nguyễn Thanh Liễu hả? Dạ. Dạ, dạ. Nguyễn Thanh Liễu sinh năm 1972. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân của chị Liễu là sao? Em kính chào anh Vĩ, kính chào khán giả trong nước và ngoài nước. Em đến đây em nhờ anh Tấn Vĩ kết nối yêu thương cho em một người còn lại. Dạ. Tình trạng hôn nhân của chị đó, tình trạng hôn nhân của chị Liễu á. Dạ. Em thôi ông xã này cũng mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy trong mười mấy năm đó thì ở không? Dạ. Dạ. Rồi được mấy người con chị Liễu? Dạ em hai người, hai đứa. À, hai đứa con. Dạ. Dạ. À, con lớn chị Liễu hả? Con đầu em nay là sinh 1993. Đứa thứ hai thì 1996. Dạ. Rồi đã giúp phụ giúp được mẹ đi làm, phụ giúp được mẹ chưa? Con em hả anh? Thì em gả nhỏ con gái rồi. Có cháu ngoại nay được 6 tuổi, còn cháu trai chưa lập gia đình. Dạ. À vậy là cũng có cháu ngoại rồi đó ha. Dạ. À, hạnh phúc quá. Năm thì nay coi như là em với ông xã em hết duyên nợ. Ông xã em tài xế. À ông xã tài xế. Dạ. Vậy vợ chồng sống với nhau được chắc cũng mười mấy hai chục năm ha. Dạ hai mấy năm. Hai mấy năm. Dạ. Rồi ông xã đã có gia đình mới chưa? Tài xế mà anh. Ý là đã có gia đình mới chưa? Dạ em cũng không hiểu. Cũng không biết. Dạ. Vậy là hai đứa con là chị Liễu nuôi hết hay sao? Dạ không, nó có chồng thì nó ở nhà riêng. Còn thằng trai nó ở bên ba nó. À vậy đó ha. Dạ. Trai ở bên ba. Dạ. Rồi hiện tại công việc của chị Liễu em làm gì? Em làm công nhân. À làm công nhân. Dạ. Dạ. Ở Đồng Nai luôn hả chị ha? Dạ, em mướn trọ ở gần chỗ công ty. Từ ở trọ là công ty 10 phút. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay đó thì chị Liễu cứ nói lên cái nguyện vọng của mình. Dạ. Đến gặp Tuấn Vĩ là muốn kết nối với ai hay là muốn giới thiệu với bản thân? Em nhờ anh Tuấn Vĩ á, kết nối với em về em cũng xem TV á. Là em thấy anh Tâm á. À Tâm, Tâm nào hả? Anh Tâm mà ở ở Thốt Nốt Cần Thơ gì đó anh. À, dạ. À, anh Tâm hôm trước mà có bày tỏ với cô Vân ha. Dạ dạ. Dạ. Thì em thấy anh đó cũng thấy tánh tình thì cũng được. Dạ. Đúng thực sự là dạ. Hôm trước thì là anh đó có bày tỏ với em Vân. Dạ. Nhưng mà gọi là chưa có hợp duyên á. Dạ dạ. Chưa có hợp duyên nên là cũng chưa đi, không có đi tới đâu. Dạ. Rồi sau đó thì em Vân cũng có kết nối với một người nữa là anh Khanh. Dạ, mà rồi. cũng chưa tới đâu luôn. Dạ. À, rồi sau đó nữa thì đã có một anh Việt Kiều. Dạ. Đã có một anh Việt Kiều thì sắp tới đây thì em Vân cũng lên để thông báo về cái việc đó. Dạ. Thấy cũng có vẻ như là khoảng 7-8% rồi đó. Dạ. thấy em Vân biểu là mai mốt thứ bảy này nè là lên. Dạ. Gặp anh Vĩ để thông báo về cái điều đó. Dạ, dạ. Để cũng mừng cho em. Dạ. Nói chung thì hợp ở đâu thì tới đó thôi. Dạ. Dạ. Cái duyên mà anh. Dạ cái duyên. Cái duyên mình định tới đâu là mình tới đó thôi. Chứ giờ mình muốn cũng đâu có được anh. Vậy thì chị quý mến anh Tâm qua những điểm nào chị ha? Cái video em coi á. Dạ. Ý là quý mến qua những cái điểm nào? Cái điểm mà lời ăn tiếng nói hay lời là ăn tiếng nói ảnh nói chuyện rất là bình dân. Thấy ảnh cũng biết sống. Chân tình ha. Dạ, chân tình, ảnh cũng thật thà, em cũng thích những người vậy đó. Nay em đến đây thì em cũng sao em nói vậy? À, còn cái tuổi tác của anh Tâm với của chị thì
như thế nào chị ha? Thí dụ mà bây giờ anh Tâm mà có nhỏ em 3-4 tuổi không sao. Mà hình như hôm trước anh Tâm giới thiệu tuổi bao nhiêu có, anh chị có nắm được không? 1976 gì đó anh. À vậy hả? Dạ. Vậy là anh nhỏ em 14 tuổi. À mà thí dụ mà tình cảm với hôn nhân với nhau mà nhỏ hơn vài ba tuổi không sao. Dạ. Nếu mình thương thật sự thật lòng với nhau là được rồi. Dạ, không dạ. Vấn đề gì đâu chị. Dạ. Tuổi tác nó không quan trọng. Quan dạ. trọng mình có ở đời hay không thôi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Không quan trọng đâu chị. Dạ. Nói chung là cái đó thì tùy theo quan niệm của từng người. Dạ dạ. À, quan điểm của từng người và cái điều mà chị bày tỏ đó thì mình có sao trong lòng mình dạ, mong rồi. Muốn thì mình cứ bày tỏ thôi dạ. Chứ có gì dạ. Mà hơn nữa đó thì vị thấy có một số cô chú là khi bày tỏ tới một ai đó thì dạ. hơi e ngại dạ. vì sợ đôi khi lỡ người ta không có đồng thuận với mình dạ. rồi người ta e ngại, nhưng mà cái cảm xúc con người mà sao mà ngăn được dạ, đúng rồi. Đôi khi ví dụ như không tới được với người này thì mình tới với người khác không dạ, sao đúng rồi. Bởi vì là đây chỉ là cái sự bày tỏ thôi dạ, dạ, đúng rồi. Giống như anh Tâm cũng vậy, ảnh bày tỏ tới cô Vân nhưng mà cô Vân dạ. không có duyên dạ. thì chị cũng có quyền bày tỏ dạ, với anh Tâm rồi. Không có sao hết dạ. Rồi bây giờ mình cũng đặt ra cái phương án 2 là nếu dạ. ví dụ như mà anh Tâm chấp thuận cái lời gọi là bày tỏ của chị dạ. thì đó là cái điều tốt dạ. Được như nguyện vọng dạ. Còn nếu ngược lại mà không được thì có một ai đó quý mến chị thì họ cũng bày tỏ với chị bình dạ, thường dạ. Dạ. Cũng được, không sao anh dạ. Dạ. Còn nó nếu tùy theo cái duyên dạ. thôi dạ. Nếu ví dụ như mà người khác bày tỏ với chị đó thì người đó phải có những cái điểm nào, hay là người đó tuổi tác ra sao, rồi công ăn việc làm như thế nào, chị có nói chung là biết sống, biết thương yêu, biết lo cho em là được rồi dạ yeah. dạ yeah. Sống với em hạnh phúc là được rồi dạ yeah. Còn đừng có xảo trá là em rồi tuổi tác sống thì sống mà phải thật lòng dạ yeah. Còn tuổi tác thì cái khung tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì hồi nãy em cũng nói đó nhỏ hơn em 3-4 tuổi cũng không sao Còn lớn hơn thì lớn hơn khoảng bao dạ, nhiêu? Dạ, lớn hơn thì năm mấy cũng được, năm mấy, sáu mấy cũng được. Vậy là bây giờ thì... Dạ, ông xã em thôi là ông cũng tuổi dần, nhâm dần á. À, cũng tuổi nhâm dần. Dạ. Dạ. Nay ông 61 rồi, 60, 61 vậy. Dạ. Còn nghề nghiệp này kia thì chị có e ngại chồng làm nghề gì hay là dạ, sao không? Không? Em sống rất là bình dân yeah. Còn miễn có tiền lo cho em, quan tâm thương yêu em là được. Sống hạnh phúc với em là em vui rồi yeah. Em mừng rồi. Còn dần thân tỷ hợi này kia thì dạ, không. Cũng không có em quan trọng quan ha trọng, dạ. Vậy thì cái việc mà theo chồng đó thì thời điểm hiện tại thì chị có sẵn sàng để theo chồng hay không, hay là còn bệnh rịnh gì không? Em thì không có bình rận, thí dụ mà em có theo chồng thì em phải báo trước công ty em nghỉ trước 45 ngày. À. Dạ. Chỉ làm ở công ty đó được... Công ty dài á. À, được lâu năm chưa chị? Dạ, cũng được. Nói chung là làm công ty dài bên Linder thì cũng được 2 năm mấy. Dạ. Còn cái em qua công ty trái cây. Dạ. Sao em mới qua công ty này? Chị kêu Tuấn Vĩ là Tuấn Vĩ chứ đừng có kêu em nha, hồi Tuấn Vĩ lộn đó. Thôi, bởi vì sao có nhiều người lớn tuổi mà kêu Tuấn Vĩ bằng anh là hồi Tuấn Vĩ lộn là Tuấn Vĩ liệu luôn á. Dạ không sao. Liệu luôn là Tuấn Vĩ kêu. Lịch sự mà. Rồi hồi là Tuấn Vĩ kêu bằng em tuốt hết trơn á dạ, là cộng sao? Đồng chỉ trích Tuấn Vĩ nữa đó. Tuấn Vĩ thấy người đẹp đó Tuấn Vĩ quýu hết trơn dạ. À, quên hết. Dạ. Không sao. Dạ. Ở nhà đi làm cái công việc của chị thì có thời gian thảnh thơi nhiều hay không chị? Thì lúc này em hết hàng em về sớm 4 giờ. À vậy đó hả? Dạ. Dạ. Vậy trong thời gian mà rảnh rảnh này kia thì chị hay làm gì về cái thời gian đó? Dạ ở nhà không ạ. Rồi sao thấy có thời gian cũng rảnh mà mình bao nhiêu năm nay mình không có kiếm cho mình được một người nào mà ở không uống vậy? Em thích hợp. À. Dạ. À không không có thích hợp. Dạ. Dạ. Thế nên em thích. Vậy thì khi lên chương trình thì chị có
chị có thấy giữa chương trình của em với ở ngoài đời thì chị em có thấy chương trình của anh em thấy là thấy hy vọng hơn ở ngoài đời. Chị có e ngại những người trên mạng không? Dạ không. Cái đó thì cũng tùy quan điểm của từng người chứ vì không biết, cho nên là bị mới hỏi coi cái quan điểm của chị như thế nào. Thì em thì em cũng không có đánh giá gọi là việc mình làm thôi, bởi vì em nghĩ là môi trường nào và ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Tuy nhiên thì có một số anh chị thì cũng có yên tâm về chương trình của Vĩ rằng là khi đã thông báo lên cộng đồng thì hầu như ba quân thiên hạ ai cũng biết. Vì lẽ đó mà khó mà nói dối. Ví dụ chẳng hạn như ở nhà còn có bà xã hoặc là còn dính líu với ai này kia đó thì e ngại không có dám lên. Dạ đúng rồi. Và mình lên chương trình là mình không bao giờ nói dối được. Tại tất cả đều thấy, đều coi biết hết. Chứ bây giờ chị mà lỡ nhà chị đã có bà xã mà chị nói là không có là đúng rồi. Về chưa tới nhà là không biết rồi. Đó, thấy hết trơn. Mở lên YouTube anh là thấy trực tiếp hết luôn. Lúc đó khỏi chối luôn. Còn về tính cách của chị thì chị có đánh giá hay được cái tính cách của mình không? Chị có giới thiệu về cô chú anh chị, về cái bản thân mình chút xíu cho cô chú anh chị biết ha? Thì em nói từ nãy giờ là tính cách em vậy á. Chị có đánh giá được cái điểm mạnh của mình hay không? Dạ không, em sống rất là bình thường, bình đẳng. Chị có điểm mạnh ví dụ như chẳng hạn như là về kinh doanh buôn bán hoặc này kia. Tuy rằng là do chưa có điều kiện để buôn bán hoặc này kia nhưng mà buôn bán chị có giỏi không? Ví dụ vậy đó. Dạ, nếu mà sau này em đến với người đó thì có điều kiện thì em mở quán cà phê em bán. Mở quán cà phê bán. Em thích bán quán cà phê hơn quán ăn. Quán ăn cực lắm anh ơi. Quán ăn cực ha. Thứ nhất là quán nhàn. Quán ăn thứ nhất là cực, thứ hai nữa là phải có tay nghề. Hồi đó em có bán cà phê qua rồi em biết. Vậy đó chị ha. Là trước đây á ha. Vậy là có nghĩa là cái khả năng của mình thì mình có khả năng là buôn bán ha. Ví dụ một mai mà lấy ông xã mà bên ông xã có kinh doanh gì đó thì mình cũng hỗ trợ được ha, đại khái như vậy. Còn nội trợ này kia thì chị có nội trợ giỏi không? Nội trợ thì em nấu bình thường. Cái gì em cũng nấu ăn được. Món chính của chị là món gì? Cái gì em cũng biết nấu. Nói chung dễ mà anh. Nấu ăn là ăn thua mình à. Pha mì tôm, luộc rau này kia. Đó là món chính. Không có đâu. Quá đơn giản. Chị có thường đi du lịch không? Dạ không. Lý do sao lại không? Nói chung là đó giờ em không biết gì chứ em khờ lắm. Em có trả trước cũng vậy đó. Ở nhà không à. Vậy là hơi thiệt thòi chị ha. Đúng rồi. Hơi thiệt thòi. Bởi vì thường thì là cái việc mà đi du lịch thì nó có hai cái nguyên nhân. Hai cái điều kiện. Một đó là cái thời gian. Cái thời gian có thời gian rảnh. Hai nữa là cái điều kiện kinh tế có. Điều thứ ba nữa đó là có người yêu, người yêu cưng chiều mình. Muốn rủ mình đi du lịch đây đó này kia cho biết. Đó thì nó cũng có nhiều cái yếu tố lắm chứ không phải là mình muốn mình có thể đi được ha. Ví dụ như bây giờ có điều kiện nè. Có thời gian nè, nhưng mà đi du lịch một mình cảm thấy nó vô vị ha. Đúng rồi. Chị có mơ ước là sẽ có ông xã để cùng đi đây đó này kia không? Cũng mơ ước chứ. Cũng mơ ước. Chị có mơ ước một cái địa danh nào đó mà chị chưa đi được không? Dạ không, em nhớ mơ ước cao. Nhưng mà chị có thích không? Dạ thích. Ví dụ chẳng hạn mình không có tự cao. Ví dụ tự tin. Ví dụ như mình xem video, xem vô tuyến này kia, mình thấy Phú Quốc đẹp. Mình có mơ ước rằng là sẽ có dịp mình được đi Phú Quốc chơi, ví dụ như vậy đó. Có mơ ước điều đó không? Đó. Vậy đi, cũng hy vọng là mai mốt kiếm được ông xã. Vì ông xã hiểu được cái ý thích của chị để dẫn chị đi ha. Còn ngoài ra đó chị, thì mình đặt ra cái trường hợp là ví dụ như mà giữa chị với anh Tâm không có duyên với nhau. Thì đương nhiên là sẽ có người khác, có thể là có người khác bày tỏ với mình. Thì cái điều sao vậy chị? Thì có thể có người khác bày tỏ với mình. Đó thì cái người mà bày tỏ với chị đó thì chị có đặt ra cái tiêu chí là người đó phải như thế nào không?
Dạ không sao, bình thường, em sống rất bình thường. Thì tuổi tác này kia thì hồi nãy chị cũng nói dạ, là không quan nhỏ trọng. hơn, nhỏ hơn vài ba tuổi, Dạ. 3-4 tuổi, Dạ. rồi lớn hơn thì là thử 5 mấy 10 sáu, tuổi cũng được, không sao. cũng không sao chị ha. Dạ. Có vẻ như là chị hơi rụt rè và hơi thiếu tự tin một chút, thoải Dạ. mái cởi mở lên. Dạ. Thì chị cứ nói hết những cái nguyện vọng của mình. Dạ. Hôm nay thì Tuấn Vy cũng rất là vui khi mà chào đón chị từ xa xôi đến. Dạ. Đó thì đôi khi mình không nói đó, thì nói tại Dạ. sao khi về dọc đường, nói tại sao lúc đó mình ông Tuấn Vy ông không hỏi để cho mình nói, Dạ. không cởi mở cho mình nói. Dạ. Đó, cho nên là bây giờ thế này, những cái điều mà em cần biết thì mang tính là sơ bộ. Dạ. Còn bây giờ đó thì chị có muốn bày tỏ gì thêm nữa thì chị tự nhiên. Dạ. Còn nếu mà chị không muốn bày tỏ điều gì thêm nữa thì mình sẽ gửi lời chào tạm biệt Dạ. đến cộng đồng. Dạ. Dạ. Vì em đến đây em chào Tuấn Vĩ, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Em xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi chị có đôi lời nhắn tới anh Tâm ha. Dạ. Chị nhắn tới anh Tâm điều gì nè em? Thì em cũng coi xem tivi, em nhắn anh Tâm nếu mà em với anh có duyên nợ thì đến với nhau, làm vợ chồng sau này. Dạ. Đương nhiên là làm vợ chồng sau Dạ. này, còn trước mắt thì chưa. Hiện tại thì giờ chưa biết. Để cho biết ha. Dạ. Ok chị, Dạ. rồi vậy mình chào tạm biệt nhau chị ha. Dạ. Chúc cho chị và gia đình luôn vui khỏe. Dạ. Rồi có tin gì từ anh Tâm thì em sẽ báo cho chị Dạ. biết. Còn nếu mà giữa chị và anh Tâm chưa có duyên Dạ. thì có ai đó muốn Dạ. kết nối với chị Dạ. thì em sẽ ghi nhận rồi em gửi chị hay ha. Dạ. Còn cái việc mà lấy chồng xa hay chồng gần thì chồng xa chị có e ngại không? Dạ không. Lỡ tuốt có anh nào ở bên nước ngoài luôn thì chị có ấy không? Chị Cái đó có là nếu mà được vậy thì mình được hạnh phúc. cũng hạnh phúc ha. Không sao phải không? Dạ. Ok chị, vậy thì mình chào tạm biệt nhau nha chị nha. Dạ. Rồi. Vậy bây giờ đó thì nhờ chị đi ra ngoài cài cái micro cho cô gái tiếp theo ở ngồi cái bàn bốn người đó ha. Dạ.